Em xin chào anh. Anh cho em hỏi là mình tên là gì? Nguyễn Hiền Tình. Mình đến từ đâu? Mình sinh sống, mình quê quán ở đâu? Long An. Mình ở Long An. Ấp Ca Nổ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Anh nói lớn ha. Rồi. Anh cho em hỏi hôm nay mình đến nhờ đạo sĩ Nguyễn Hải giúp mình việc gì? Tìm con. Tìm con à? Rồi anh cho em hỏi là như lý do gì mà mình đến đây tìm con, anh có thể nói chi tiết giúp em nhé. Con mình như thế nào? Con bữa chủ nhật nó xin đi chơi rồi đi với bạn rồi đi tới nay là không có về nhà, không liên lạc được luôn. Hôm chủ nhật xin đi chơi, anh nói rõ giúp em là ngày tháng giờ nào bé đi chơi, đi với ai mà tại sao đến giờ này? Ngày 18. 18 tháng 3. Là mấy giờ vậy anh? Cỡ lúc đó cỡ 1 giờ chiều. 1 giờ chiều ngày 18 tháng 3. Bé đi với ai em có biết không? Không biết, có bạn nó lại rủ mà biết cái người này rủ. Bạn là bạn trai của bé hả anh? Bạn trai. Anh cho hỏi chung. Là bé mình tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Bé Nguyễn Thị Tiết Trinh, 14 tuổi. 14 tuổi, Nguyễn Thị Tiết Trinh 14 tuổi. Bé còn đi học hay đã đi làm rồi? Ở nhà. Ở nhà. Rồi mình có biết bé đã có bạn trai chưa? Chưa. Không biết à? Rủ đi chơi. Vậy sao anh biết đó là bạn trai của bé? Không có rủ bạn, lại rủ đi chơi. Là đi bơi, đi chơi bơi, bơi. Là đi cái tắm. Chàng trai này có vào nhà mình lần nào chưa? Chưa. Chưa. Là hôm đó là bé chàng trai này lại chở con mình đi. Không, tự lấy xe, con mình tự lấy xe của mình đi luôn. Tự lấy xe đi. Đi đến bây giờ là mấy ngày rồi? Hôm nay tuần rồi. Một tuần rồi. Đến bây giờ một tuần là mình có nhắn tin hay gọi điện được cho con mình không? Hai ngày đầu thì được, mà mấy ngày nay là mất luôn liên lạc luôn. Mình có thử tìm các mối quan hệ cũng như bạn bè của bé chưa? Có hết rồi. Gia đình mình đã tìm ở đâu rồi? Tìm chỗ mình nơi nó đi vòng đó mà không gặp. Anh cho em hỏi là bé hiện tại đang ở nhà hay là đi làm nè? Ở nhà. Ở nhà đúng không? Dạ. Gia đình mình có đánh đập hay chửi bới gì bé không? Không. Không đánh đập hay chửi bới gì hết. Có xin đi chơi là nói mẹ nó nói thôi bữa nay ở nhà có một chuyện rồi mẹ nó không cho, rồi cái nó nói thôi bà đưa xe con đi mua cơm, rồi cái nó đi luôn tới giờ. Kêu đi mua cơm là đi tới bây giờ? Không, nó tự nó nói đi mua cơm. Dạ, kính thưa quý chị của chú, đây là người cha ở từ Long An lên Bình Dương nhờ đạo sĩ Nguyễn Hải tìm giúp con gái mình năm nay 14 tuổi, đã đi vào ngày 18 mấy giờ anh nói? 1 giờ ngày 18 tháng 3. Nếu như quý chị của chú nào có thấy bé trong hình thì hãy liên hệ lại đạo sĩ Nguyễn Hải giúp gọi để đưa bé về nhà sớm nhất cho gia đình. Số điện thoại của đạo sĩ Nguyễn Hải là 0913 785858. Anh có cái đôi lời nào gửi đến con mình nếu như con mình có xem video này không? Anh nói thôi về bà chứ thôi. Anh cứ tâm sự với con mình đi, coi như con mình đang ở đây, anh tâm sự thẳng luôn đi nếu con mình thấy. Về con ơi, bà không có đập gì đâu. Con gặp con về coi. Dạ, xin kính chào quý vị chú nha. Từ dạo gần đây rất là nhiều cái trường hợp là các trẻ bị thành niên dưới 18 tuổi bị các chàng trai cũng như là các chiêu trò lừa đảo trên mạng rất là nhiều, cũng như là việc làm online, việc làm việc nhẹ lương cao, hay là các chàng trai thấy các bé còn non dạ nên dụ bé đi rất là nhiều, đặc biệt là dụ vào các động massage, karaoke hay là các dịch vụ trá hình, rất là nhiều cái trường hợp này. Đội sĩ Nguyễn Hải cũng là đăng tải chia sẻ cảnh giác rất là nhiều và cho gửi đến các quý anh chị cô chú xem rồi, nên quý anh chị cô chú nào có thấy bé trong hình đây xin hãy liên hệ lại giúp đội sĩ Nguyễn Hải là số điện thoại 0913 785858 để đội sĩ Nguyễn Hải có thể đưa bé về với gia đình sớm nhất có thể. Bé còn quá nhỏ, không chưa có trả sự đời, đứng bước chân ra ngoài này rất là dễ bị các chiêu trò dụ dỗ, để bé có thể gặp trường hợp xấu.
Anh cho em hỏi gia đình anh hiện tại đang làm gì? Làm hồ. Anh làm hồ. Rồi anh cho em hỏi là mẹ bé đâu ạ? Ở nhà. Mẹ ở nhà. Dưới em. Anh làm hồ rồi chị ở nhà làm gì? Giữ mấy đứa nhỏ. Chị ở nhà luôn đúng không? Chị ở nhà có la rầy hay là đánh với bé gì không? Là gia Bữa đi đình nó mình không vẫn có. bình thường hết luôn đúng Dạ. không? Trước ví dụ đó là vậy là vẫn bình thường hết luôn. Bé Trước khi đi nó đi mặc bộ đồ đen với chiếc xe bê màu đỏ dạ để người chiếc xe màu gì biển một số nhiêu anh đọc giúp em, chiếc quy trình màu đỏ quy trình màu đỏ biển số bao nhiêu, 253 15 màu đỏ 25315. Bé có đem sáu theo sáu 62 C1. bé có đem theo quần áo hay là tiền bạc gì theo không anh? Có đem điện thoại với chiếc xe không, mà với tiền mấy Không, chục ngàn. dạ, mấy chục ngàn điện thoại xe, không có đem quần áo gì hết luôn. Đây là một trường hợp mà hôm nay có những cái trường hợp, có hai trường hợp giống như vậy, cũng là bé mới vào 4 tuổi thôi, bỗng nhiên mất tích ra khỏi nhà. Nên dạo gần đây các trang mạng xã hội rồi rất là nhiều chiêu trò dụ dỗ, dụ dỗ qua bé đi rất là nhiều. Nên em mong quý anh chị và con cô bác cộng đồng mạng cùng chung tay với đoàn sĩ Nguyễn Hải chia sẻ mạnh mẽ những video này lên, để cũng như là cảnh giác, cũng như là chia sẻ, cũng như là tìm kiếm giúp gia đình anh tìm bé nhanh nhất để bé không gặp nguy hiểm. Anh cho em hỏi là toàn bộ câu chuyện của mình nãy giờ mình nói hoàn toàn đúng với sự thật không? Đúng đúng sự thật, Nếu như có gì sai trái, và tôi hoàn toàn chịu nhiệm. anh có chấp nhận cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải là ghi hình quay phim đăng lên tất cả các trang mạng xã hội để cũng là chia sẻ cho bà con cô bác cảnh giác, cũng là để phụ giúp đội sĩ Nguyễn Hải tìm kiếm giúp con mình không? Đồng ý. Anh đồng ý đúng không? Dạ em xin kính thưa quý vị cô chú nha. Em mong là quý vị cô chú chia sẻ mạnh để giúp cho bé tìm bé về nhà nhanh nhất. Mẹ thì đang ở nhà chăm em nhỏ, cha thì đi trồng hồ. Khi bé đi cha lo đi tìm nên không có thời gian mà đi làm, là phụ giúp kinh tế gia đình rất khổ. Anh còn đôi lời nào muốn gửi đến con mình hay không ạ? Tụi con muốn đi về. Dạ, em xin cảm ơn tất cả quý vị cô chú đã quan tâm theo dõi là sĩ Nguyễn Hải trong thời gian qua nha. Em xin cảm ơn tất cả quý vị cô chú nha.